chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Phi công hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và 10 giây làm nên lịch sử khi tấn công vào trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hà Nội. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thủ đô Hà Nội đặc biệt là trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng nơi làm việc của Nguyễn Phú Trọng như rung chuyển khi một phi công thuộc trung đoàn không quân bảo vệ thủ đô đã lái máy bay dội bom xuống khu vực này, khiến nhiều quan chức, cảnh vệ thiệt mạng và bị thương và gây hư hại nghiêm trọng cơ quan làm việc được cho là căn phòng rất nghiêm ngặt này. Số phận của Nguyễn Phú Trọng sau sự cố nghiêm trọng này ra sao và ai là chủ mưu đứng sau phi vụ này? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình thời sự hôm nay. Kính thưa quý vị theo các thông tin tình báo am hiểu về tình hình chính trị Việt Nam chúng tôi có được. Sau vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy được tuyên vô tội trả tự do, hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng, kẻ đốt lò đã bị lưu mờ và sức mẻ nghiêm trọng. Dư luận cho rằng ông ta đã quá thiên vị khi dùng quyền lực để bao che cho võ văn thưởng làm điều bất công sai trái. Sự kiện này cũng làm gia tăng sự chống đối trong các thế lực luôn muốn tiễn Nguyễn Phú Trọng về bên cái thế giới để đi bắn muối. Sau khi thoát được kiếp nạn ngàn cân treo sợi tóc liên quan đến vụ phe Tô Lâm ẩu đả trong quốc hội và đích thân Tô Lâm đã tấn công ông ta. Nhưng vì bị Tô Lâm nắm biết quá nhiều bí mật, thăm cung bí sử của mình nên Nguyễn Phú Trọng đành phải ngậm ngùi nhấn chìm mọi việc mà không dám truy cứu. Trong diễn biến liên quan, Đại úy Vũ Thành Nhân, một sĩ quan hiện đang phục vụ trong trung đoàn không quân bảo vệ thủ đô vốn là người có tư tưởng hướng về mỹ và phương tây và được cho là một bộ họa trung thành của bộ trưởng quốc phòng phan văn giang nhân vật đang được lực lượng hậu duệ việt nam cộng hòa chú ý và lôi kéo việc vũ thành nhân trúng tuyển phi công để hoạt động trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ thủ đô cũng là một câu chuyện đấu trí ngoạn mục mà phần thắng thuộc về người chủ động và thông minh hơn cũng giống như các cuộc sát hạch tuyển phi công quân sự khác phải trải qua vòng tuyển lựa gắt gao về thể lực, tiếng Anh, Trung, trình độ văn hóa vân vân. Mọi yêu cầu anh đều vượt qua dễ dàng. Sau hơn một năm huấn luyện tại Quảng Ninh, Vũ Thành Trung được tướng Giang đưa đi đào tạo phi công ở các căn cứ Hoa Kỳ tại các bang Texas, Louisiana và Mississippi. Anh học rất giỏi và được xếp thứ hai trong tổng số 40 học viên của khóa. Trong thời gian học bên Mỹ, anh được lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa tiếp xúc, thuyết phục. Từ đó anh đã trở thành người phục vụ và là đặc tình cấp cao của lực lượng hậu duệ này ngay tại cơ quan đầu não đang bảo vệ thủ đô. Vào ngày hôm qua, tướng Giang sau khi liên hệ với chỉ huy lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đã quyết định để vũ thành nhân thực hiện việc ném bom vào nơi làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng. Quyết định nằm ngoài dự kiến vì tình hình hoạt động bí mật của anh đang có nguy cơ bị lộ do tình báo quân đội và công an đang ngửi thấy mùi bất thường về cá nhân của anh. Được biết, cơ quan tình báo hải ngoại của Việt Nam đưa ra cảnh báo rằng có một tình báo lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang hoạt động bên không quân. Mặc dù không biết tên nhưng có một chi tiết rất quan trọng là phi công đó người Nam Định. Tuy thuộc dạng máu lành, nhưng đây quả là một cái tin khủng khiếp đối với Vũ Thành Nhân nếu bị bại lộ coi như to đời trước sự đối xử của các cơ quan an ninh Việt Nam cuộc đối đầu giữa lực lượng hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa và chính quyền Việt Nam đang ở trong giai đoạn căng thẳng quyết liệt và nếu bị lộ sẽ dở dang một kế hoạch Vũ Thành Nhân lúc này như ngồi trên đống lửa và ông đã tính đến phương án bỏ trốn hoặc đánh cắp máy bay của Việt Nam để trở về phía lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhận được lệnh bí mật từ Tướng Giang, nếu đánh cắp được máy bay thì phải bay ra Biển Đông để lực lượng hải quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa giải cứu. Nhưng đó là phương án cuối cùng mà tất cả mọi phương án đã chuẩn bị sau khi nhận lệnh đặc biệt từ tướng Phan Văn Giang. Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đại úy Nhân nhận được lệnh xuất kích từ sân bay quân sự gần thủ đô lại máy bay F-15 mà Việt Nam mua từ Mỹ chuẩn bị ném bom trong một cuộc tập trận giả định thủ đô bị tấn công. Đây được coi như là cơ hội tốt, làm tròn nhiệm vụ tuyệt mật mà tướng Giang và lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tin tưởng giao phó nhưng làm được là rất khó khăn. Khi đang bay thì không thể tách rời phi đội, một mình cũng không thể lấy máy bay trong căn cứ với cả một ekip phục vụ, khởi động rồi lái ra đường băng để cất cánh. Theo quy định, máy bay sau phải cất cánh theo máy bay trước 5 giây và tối đa là 10 giây. Cuối cùng, đại úy nhân đã quyết định dùng 10 giây quý giá để đánh lạc hướng phi tuần trưởng đài quan sát mặt đất. Quy định của hàng không quân sự khi chuẩn bị cất cánh cũng như khi bay, phi đội không trao đổi với nhau qua máy vô tuyến điện mà chỉ được ra hiệu bằng tay, điều muốn nói. Chỉ riêng phi tuần trưởng mới được trao đổi với đài chỉ huy mặt đất. Đây chính là lỗ hỏng mà anh thừa thông minh để khai thác, tạo ra sự hiểu lầm giữa phi tuần trưởng và đài chỉ huy. Khi hai chiếc máy bay số 1 và số 3 đã cất cánh, thay vì phải ở lại theo lệnh của phi tuần trưởng, anh chờ đúng giây thứ 10 và cất cánh bay lên. Nhưng thay vì nhập đội, ông đã bay ngược về Hà Nội, tiến đánh vào trụ sở ban chấp hành trung ương đảng cú lừa ngoạn mục và bất ngờ đến mức anh đã thực hiện xong việc ném bom. Hai phi công bay cùng và đài chỉ huy mặt đất vẫn còn chưa biết gì. Máy bay, bay F-15 mang theo 4 quả bom, mỗi quả nặng 500 pound. Một pound tương đương 0,453 kg. Và việc cho nổ hay là không là quyết định của phi công. Anh biết rằng trong trụ sở to lớn này sẽ có rất nhiều người vô tội đang ở đó nên anh quyết định không cho bom nổ hết trong dinh và thành vái trời không có ai bị thương vong nếu như đã tiêu diệt được ông Nguyễn Phú Trọng. Mục đích lớn nhất của việc làm này chỉ là để đánh động vào cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi thực hiện việc tấn công, hai quả bom đầu tiên phát nổ ở ngoài sân, hai quả cuối cùng nổ ngay trong trụ sở làm cho nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Trụ sở bị hư hỏng nặng, lúc này tại nơi đây Chứng kiến cảnh hỗn loạn và sợ hãi lan truyền khắp nơi, còi hú xe chữa cháy, xe cứu thương và cả lực lượng quân đội, công an liên tục reo lên, làm náo động cả một vùng rộng lớn. Hoàn thành nhiệm vụ ném bom, anh còn một nhiệm vụ quan trọng khó khăn nữa là phải hạ cánh an toàn xuống được chiến hạm của hải quân lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đang neo đậu ngoài biển Đông. Vũ Thành Nhân có lẽ sẽ không bao giờ quên phút giây hạ cánh an toàn xuống chiến hạm Lâm Ngư Tống với hai chiếc tiêm kích của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa kịp thời bay lên để hộ tống khi phát hiện ra anh. Qua cả ngàn giờ bay nhưng có lẽ đây mới là những giờ bay hạnh phúc nhất của đời anh. Trong một diễn biến liên quan, khởi tố hơn 500 vụ án tham nhũng trong 3 tháng, Ban Nội chính Trung ương cho biết toàn quốc đã khởi tố mới hơn 500 vụ án với 1.280 bị can về tội tham nhũng. Trong 3 tháng đầu năm 2023, sáng ngày 31 tháng 3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 1 với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các địa phương. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, 3 tháng qua có 225 vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do tiêu cực với 835 bị can. 3 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo các địa phương đưa hơn 300 vụ án 170 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, trong đó Hà Nội 48 vụ, Thanh Hóa và Ninh Thuận 10 vụ, Đồng Nai Bắc Giang 9 vụ. Ban chỉ đạo các địa phương cũng đã tham mưu phát hiện. Xử lý nhiều vụ tham nhũng nhất là các vụ do ban chỉ đạo trung ương theo dõi trên địa bàn như Việt Á, FNC, Tân Hoàng Minh, AIC đăng kiểm phát biểu tại hội nghị, trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc khẳng định lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh phù hợp, yêu cầu thực tiễn, thể hiện sự nhất trí cao trong phòng chống tham nhũng. Nhiều địa phương đã xử lý nghiêm tham nhũng liên quan đến cán bộ, diện tỉnh ủy quản lý, góp phần khắc phục trên nóng dưới lạnh như Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, An Giang, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hòa Bình, Thái Nguyên tuy nhiên ông trạc lưu ý tránh tình trạng tắc trách được chăng hay nhớ lúc ra mắt làm ngộ nhưng sao cứ thưa thớt nguội lạnh dần ông đề nghị ban chỉ đạo địa phương có chương trình kế hoạch quy chế bài bản đôn đốc thường xuyên trưởng ban nội chính trung ương đề nghị các tỉnh dành thời gian tới tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực chuyên môn sâu khép kính bí mật dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực vấn đề nổi còm gây bức xúc xã hội các lĩnh vực sẽ được tăng cường giám sát gồm quản lý sử dụng tài chính công tài sản công đầu tư công quy hoạch đất đai tài nguyên khoáng sản đấu thầu đấu giá chứng khoán cổ phần hóa thoái vốn tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước y tế giáo dục phục hồi kinh tế sau dịch bệnh kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn ông yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý dứt điểm các vụ án liên quan đến việt á aic FLC, Vạn Thịnh Phát, Đăng Kiểm, Y tế, Giáo dục. Các vụ án liên quan đến cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp cũng cần xử lý dứt điểm để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Trong một diễn biến liên quan, nhân viên ngân hàng rút 12 sổ tiết kiệm của khách. Nguyễn Thị Minh Quyên ra tòa vì lập khống chứng từ để rút 12 sổ tiết kiệm của khách hàng chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ. Ngày 31 tháng 3, quyên 32 tuổi, bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, 6 bị cáo nguyên là kiểm soát viên, thủ quỹ làm cùng ngân hàng với quyên lĩnh từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Các bị cáo bị buộc liên đới bồi thường số tiền 4,4 tỷ đồng cho ngân hàng do nhà băng trước đó đã bồi hoàn cho khách hàng. Tại tòa, Quyên khai phạm tội một mình, các giao dịch viên, kiểm soát viên, thủ quỹ đều không biết. Quyên sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cho cá nhân, gia đình. Bản án xác định, Quyên là nhân viên phòng giao dịch Đông Sài Gòn, được giao thực hiện nghiệp vụ quản lý tài khoản tiền gửi sổ tiết kiệm của khách. Quá trình làm việc, quyền lợi dụng nhiệm vụ lập khống nhiều chứng từ, ký giả chữ ký của khách hàng để rút 12 sổ tiết kiệm của 11 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ. Nhà chức trách xác định, do tin tưởng Quyên, các kiểm soát viên đã không thực hiện theo quy định, thiếu kiểm tra chứng từ hồ sơ giao dịch, ký duyệt giải ngân. Trong một diễn biến liên quan, Đài Loan xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này. Ngày 31 tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Thu Hằng nêu rõ: như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên, không tái diễn vi phạm tương tự. Đảo Ba Bình, tên quốc tế là Itu 3 nằm ở tọa độ 10 độ 23 Bắc, 114 độ 22 Đông, là hòn đảo lớn nhất trong vùng đảo Trường Sa của Việt Nam. Sau Trung Quốc, đứng lượt vùng lãnh thổ Đài Loan trong những năm gần đây liên tục có những hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đốt nóng tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Trong thời gian qua, Đài Loan không chỉ tìm cách tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng ở đảo Ba Bình của Việt Nam, mà còn thường xuyên triển khai thêm vũ khí và tiến hành các cuộc tập trận ở đây. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Nga và Ukraine chạy đua tuyển bộ binh sĩ để giành lại lợi thế trên chiến trường. Nga và Ukraine được cho là đã đẩy mạnh các đợt tuyển quân để củng cố lực lượng trên chiến trường, một dấu hiệu cho thấy hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài. Sau hơn một năm giao tranh ác liệt, cả Nga và Ukraine đang tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bổ sung lực lượng vốn đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong thời gian qua. Tổng thống Nga Putin ngày 30 tháng 3 đã ký ban hành sắc lệnh huy động lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. Nội dung sắc lệnh quy định từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, các công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi nhập ngũ với số lượng 147.000 người, nhiều hơn khoảng 10% so với mục tiêu của đợt tuyển quân vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù nhà chức trách Nga cho biết các tân binh sẽ không được điều động ra chiến trường, nhưng sắc lệnh được cho là sẽ tạo ra một lực lượng dự bị lớn hơn để bổ sung cho quân đội Nga, vốn đã chịu nhiều thương vong trong hơn một năm qua. Trong khi đó, Ukraine cũng đang cố gắng tuyển một binh sĩ để củng cố lực lượng. Kiev cho biết đã nhận được hơn 35.000 đơn đăng ký tham gia vào một lực lượng mới mà họ đang thành lập mang tên lực lượng bảo vệ tấn công. Trong những tuần qua, nhà chức trách nước này đã công bố kế hoạch thành lập một mạng lưới các lữ đoàn chiến đấu hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và các lực lượng vũ trang chính quy. Các động thái của Nga và Ukraine nhằm bổ sung binh lực, khôi phục lại lực lượng quân đội cùng nhiều tín hiệu khác cho thấy cả hai bên và những nước ủng hộ họ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Bất chấp việc Tổng thống Belarus ngày 31 tháng 3 kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức ở Urana, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng hiện chưa phải thời điểm thích hợp, không có gì thay đổi trong tình hình Urana, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục. Hiện tại, đây là cách thức duy nhất chúng tôi có thể sử dụng để hoàn thành các mục tiêu, ông Mitri Pesco nói với báo giới. Ukraine cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Việc ngừng bắn nghĩa là Nga có thể ở lại các vùng lãnh thổ đã bị Moscow kiểm soát. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, viết trên Twitter. Trong khi đó, phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, cũng như đưa ra nhiều gói viện trợ quân sự mới. Các quan chức Ukraine cho biết họ sẽ sớm tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất ở phía Đông và phía Nam. Thời gian gần đây, Nga đã gặp khó khăn trong việc đạt được những bước tiến mới ở miền Đông Ukraine và các nhà phân tích phương Tây đang tranh luận liệu Moscow có sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo hay không. Thách thức đối với Nga và Ukraine khi tìm cách bổ sung binh sĩ Cả Nga và Ukraine đều không tiết lộ con số thương vong nhưng theo đánh giá của phương Tây, hai bên đã và đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự. Các quan chức Mỹ ước tính có khoảng 200.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột nổ ra. Còn thương vong đối với Ukraine vào khoảng 100.000 người. Hiện Moscow và Kiev vẫn chưa xác định thông tin này. Những cuộc giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine thời gian gần đây, đặc biệt là ở các thành phố và thị trấn như Bamut và Adiska, đã khiến Urana bị mất một số lượng lớn binh sĩ, trong đó có những binh sĩ giàu kinh nghiệm nhất và thiện chiến nhất. Tháng 3 vừa qua, các quan chức Mỹ cho biết, có thời điểm hàng trăm binh sĩ Urana bị thương hoặc thiệt mạng mỗi ngày.